Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, chúng tôi xin trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn thông cáo đặc biệt. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967 vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ủy viên bộ chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tham gia Thường trực Bộ chính trị khóa 8, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, Hưởng Thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Quá trình công tác, tháng 12 năm 1967, đồng chí làm cán bộ phòng tư liệu tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 8 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973, Đồng chí là cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, làm bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản từ tháng 9 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976. Đồng chí làm nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1980. Đồng chí làm cán bộ biên tập ban xây dựng Đảng tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Chỉ bộ. Tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, đồng chí học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, đồng chí là thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ, nay là Tiến sĩ Khoa học lịch sử, chuyên ngành xây dựng Đảng ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, đồng chí làm ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991, đồng chí làm phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996, đồng chí làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu vào bộ chính trị, đồng chí là ủy viên bộ chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, đồng chí phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 11 năm 2006, đồng chí làm phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006, từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, đồng chí làm Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Tháng 5 năm 2002 đến nay, đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15 từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11-12, bí thư đảng đoàn Quốc hội, ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tháng 11 năm 2011 đến nay, đồng chí là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11-12-13, bí thư quân ủy Trung ương. Từ tháng 2 năm 2013 đến nay, đồng chí làm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Quân ủy Trung ương, Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Huân chương Jose Marti của Đảng Nhà nước Cộng hòa Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Sau đây là danh sách Ban lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trưởng Ban lễ tang. 2. đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. 5. đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 6. đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tổ chức trung ương. 7. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 8. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương. 9. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. 11 đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. 16. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 17. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 18. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 19. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. 20. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. 21. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 22. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 23. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 24. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 25. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 26. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 27, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 28, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 29, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 30, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. 31, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 32. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. 33. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 34. Đồng chí Đào Đức Toàn, trợ lý Tổng bí thư, phụ trách văn phòng Tổng bí thư. 35. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam sau đây là danh sách ban tổ chức lễ tang đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam một đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ phó ban đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng phó ban đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương đồng chí lại xuân môn ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương đồng chí lâm thị phương thanh ủy viên trung ương đảng phó tránh văn phòng thường trực văn phòng trung ương đảng đồng chí phạm tất thắng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương đồng chí lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đồng chí trần văn sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Cường, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Đào Hồng Lan, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Phan Văn Mãi, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban Điều hành, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đồng chí Nguyễn Huy Đông, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị A Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình. Sau đây là thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai dịch, thành phố Hà Nội lễ viếng lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đài truyền hình Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang, 25 tháng 7 năm 2024 và 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng, bàn lễ tạc. mm <smart noise>